Xin chào anh chị, hôm nay con tự Thái Bình Dương xin hướng dẫn sử dụng và cài đặt mẫu con sấy ẩm AND của Japan với mã sản phẩm là MX50. Và con này với độ ẩm sấy được nhỏ nhất là 0.01 độ trên 51 gam mẫu, để nó có hiển thị ở đây. Thì cái đầu tiên là em xin cho anh chị thấy những cái phụ kiện đi kèm. Đó là gồm cái giá đỡ lốt xeo. Ở đây là nó có một cái đế của lồng con ở trong. Đây là hai cái để đỡ cái đĩa nhiệt. Hai cái lồng để đỡ đĩa nhiệt. Ở đây con có cho rất nhiều cái đĩa nhiệt. Đây là cái đĩa nhiệt nha. Và hai cái cầu chì. Đây là dây để sử dụng để kết nối con với máy tính để lấy dữ liệu. Dữ liệu khi mà mình sấy xong thì nó ra dữ liệu, là mình có thể kết nối với dữ liệu để mình lấy dữ liệu đưa vào máy tính dễ quản lý. Ở đây có một cái bao vải này, để khi nào mình không sử dụng thì mình có thể lấy mình che lại cho con. Thì cái bước đầu tiên để mình trước khi mình sử dụng là mình sẽ chỉnh giọt nước cho con. Tất cả với tất cả những mẫu con mà phân tích thì mình sẽ phải chỉnh giọt nước. Anh chị hay sử dụng hai cái chân ở phía trước ở hai bên này để chỉnh giọt nước. Khi mà giọt nước nó đã vào tâm rồi thì mình mới bắt đầu mình sử dụng được. Đó, ví dụ như con em ở đây nè, giọt nước đã vào tâm rồi. Đó. Nó vào tâm rồi mình mới bắt đầu mình sử dụng con được. Rồi tiếp theo là mình sẽ cấm nguồn trực tiếp dây nguồn 220 vào. Cấm nguồn xong rồi mình tiến hành mở con lên, thì nó có phím công tắc ở bên hông bên này. Mình sẽ bật con lên. Trước khi bật cân là mình sẽ bỏ đĩa cân và đế vào cân trước. Anh chị dùng cái tay này, nắm tay này dở lên này. Cái đầu tiên là mình bỏ cái đế lót vào. Anh chị ở trên này thấy nó có một cái lỗ. Mình sẽ bỏ vào cái cục cao su đen đen ở đây. Đó, bỏ cái cục cao su nó lọt vào là được. Đây là đến cái giá đỡ lốt xeo. Anh chị để ý là nó có dấu mũi tên ở đây này. Dấu mũi tên ở đây là mình bỏ vào đúng vào cái mũi tên màu đen, cục đen ở trên cái giá đỡ hồi nãy đó. Tiếp theo là cái khay, là cái đĩa nhiệt. Đây. Anh thấy anh chị thấy cái khay này nó có cái ngàm ở đây này. Mình bỏ vào trúng. Đúng vào cái khe hở đây. Ở bên này nó có hai cái khớp này. Bỏ nó lọt vào được. Sau khi mình đã bỏ cái giá đỡ xe vào thì mình đợi lại. Mình tiến hành mở con lên. Rồi, cái đầu tiên thì mở lên thì cái giao diện màn hình nó sẽ hiển thị tất cả những cái thông tin mà mình đã cài đặt ở đây. Thì cái phần đầu tiên là chị thấy chữ Frog đây không? Là cái kiểu gia nhiệt. Frog đây là cái kiểu gia nhiệt của con. Để em đưa lại gần xíu dễ thấy.
Rồi em xin nói lại là cái Evoroc đây là cái kiểu dây nhiệt của cân. Accuracy nó là cái độ chính xác, thì nó có 3 mức là mức low, mức mid và mức high. Thì cái độ chính xác nó phù cái độ chính xác thì nếu mà độ chính xác càng cao á thì cái thời gian mà sấy mẫu nó càng 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 lâu. Thì tùy theo cái mẫu vật mà mình sấy thì mình sẽ đợi cái độ chính xác nó cao hay là thấp. Còn ở đây là cái số này nó là cái phần trăm độ ẩm mất đi khi sấy, thì tí xíu nữa mình sấy thì cái số này nó sẽ nhảy thì em sẽ nói thêm. Còn ở đây là 170 độ C, đây là cái độ C gia nhiệt. Độ C mình cài đặt cho mẫu, mỗi cái mẫu là mỗi khác nhau. Ví dụ như đường thì đỡ gia nhiệt cho đến độ ẩm sấy thì khoảng 60 độ C, còn nếu mà cao hơn nữa thì nó sẽ trở thành dạng caramel, thì nó không có đúng với cái kiểu sấy sấy ẩm. Còn ở đây là cái gam mẫu vật mà mình đã bỏ trên cân. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ cài đặt thông số đỡ sấy. Thì ở đây anh chị thấy chị nó có cái phím program select enter và reset, hai phím này là phím start và stop để mình nhấn bắt đầu sấy mẫu hoặc là dừng. Ở đây là mình sẽ nhấn phím program trước. Thì con này nó sẽ cho tối đa mình sử dụng là 20 mẫu cài đặt. Thì ở đây nếu mà anh chị muốn thay đổi cái mẫu số 1 này á thì anh chị sẽ bấm enter để xác nhận. Bây giờ còn ở đây là em đã cài đặt cái mẫu số 1 rồi, bây giờ em sẽ cài đặt tiếp cái mẫu số 2. Đây anh chị phím 2 sử dụng hai phím enter, phím mũi tên lên và xuống này để mình di chuyển. Em muốn cài đặt cái mẫu số 2. Ở đây em muốn cài đặt mẫu số 2 thì em chuyển lên mẫu số 2 nè. Đây em bấm enter để xác nhận. Đây, ở đây đó là Rock 2 này. Bây giờ bắt đầu mình cài đặt cái mục cài đặt số 2. Rồi sau này mình sử dụng thì anh chị bấm phím select giúp em. Thì nó hiện cái chữ đây là sự chữ standard, là cái chế độ chuẩn, cái chế độ chuẩn của cân. Cái kiểu gia nhiệt chuẩn thì anh chị thấy không? Ở đây là nó cái dấu mũi tên nó đang hiện đây nè. Đó, cái dấu mũi tên nó đang hiện ở đây là cái kiểu gia nhiệt chuẩn, thì nó sẽ gia nhiệt từ 50 độ, từ nhiệt độ phòng thẳng trong vòng 1 phút thì nó sẽ gia nhiệt cho tới 160 độ. Rồi bắt đầu từ 160 độ nó sẽ giữ luôn cái nhiệt độ đó cho đến khi mà sấy ẩm xong. Cái này là cái kiểu gia nhiệt chuẩn của cân. Anh chị bấm phím select tiếp. Cái phần này là phần chính xác, thì nó có 3 mức này: low, mid và high. Độ chính xác thì thường thường mình chọn mid. Mid là cái chế độ chuẩn. Anh chị chọn high thì nó lâu, nó sấy rất là lâu. Thì bấm select để xác nhận. Cái này là cái nhiệt độ sấy ẩm của mẫu. Ví dụ như bây giờ em sấy cái mẫu cao su thì em sẽ chọn nhiệt độ là khoảng 160 đến 180 độ. Còn nếu mà mình nhiệt độ nó cao hơn nữa thì cái mẫu cao su có thể nó sẽ bị cháy. Thì em chọn 170 độ đi. Đó, anh chị sử dụng hai phím này lên xuống. Đây em sử dụng 165 độ đi. Sau khi cài đặt nhiệt độ xong mình bấm select. Cái này là cái đơn vị hiển thị. Cái mod trên kép này á là độ ẩm tính theo phần trăm dựa trên mẫu ước. Cái mod trên đây này là cái độ ẩm phần trăm dựa trên mẫu khô. Cái này là cái tỷ lệ phần trăm
trên mẫu khô. Cái này tỷ lệ phần trăm trên mẫu ướt. Cái này là cái đơn vị hiển thị là gam. Gam cái này là sau khi sấy đã mất đi nha. Nó mất đi nó còn bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị trên này. Thì ở đây là em nếu mà em sấy cao su thì em sẽ chọn đơn vị này. Cái tỷ lệ phần trăm trên mẫu khô. Em select. Cái này là cái phần trăm độ ẩm thấp nhất. Có thể sử dụng. Có thể sấy. Đây là cái gam thấp nhất rồi sử dụng rồi sấy ẩm. Rồi xong cài đặt cái phần standard xong rồi anh chị chuyển qua giùm em phím nhấn hai phím mũi tên này là chuyển qua. Cái này là cái chế độ quick thì mình không sử dụng tới. OA là đỡ cài đặt cái phần trăm độ ẩm. Nó sẽ sấy được trong 1 giây là bao nhiêu. Thì mình sẽ bấm select này. Cái độ ẩm này mình đã chỉnh rồi. Đây. Cái này là cái phần trăm độ ẩm 1 giây nó sẽ mất là bao nhiêu. Mình có thể cài đặt cho nó luôn. Em ở đây là đỡ đây là 0.2% trên giây. Select để xác nhận. UT đây là cái thời gian mình cài đặt nó sẽ sấy trong vòng bao lâu. Em select này. Ở đây là em để 10 phút, anh chị có thể chỉnh này. 10 phút, 11 phút, 9 phút gì đó. Đây là đỡ cái chế độ chuẩn của nó là 10 phút. Select xác nhận luôn. Rồi sau khi cài đặt xong là anh chị bấm phím Enter để xác nhận cái mẫu như này. Cái này là cái nhận thông số mình đã cài đặt xong rồi. Bây giờ em chuyển vào cái mẫu cài đặt số 1 em đã cài đặt để em sử dụng sấy. Giờ em sẽ lấy sử dụng cái muỗng này nó cho kèm theo để em sẽ lấy mẫu cao su để sấy cho anh chị xem. Thì ở đây là em lấy mẫu sấy khoảng 1 gram nha. Trước khi anh chị đổ mẫu vào thì anh chị bấm reset cho em một cái. Và nó lấy lại điểm 0 cho con. Rồi bắt đầu mình đổ mẫu vào. Đây là em sấy 5,2 gram. Em bấm cũng start. Rồi con bắt đầu sấy. Đây là cái nó hiển thị nhiệt độ, cái độ C nó đang tăng lên nè. Đây cái thời gian, đây là cái phần trăm độ ẩm nó đang mất đi.
Rồi đây sau khi mẫu cao su đã sấy xong thì nó sẽ hiển thị ở trên đây là 57,87% độ ẩm đã mất đi. Độ tốc độ phê hơi là 0.03% trên trên giây. Trong vòng 15 phút. Rồi sau khi anh chị sấy xong thì anh chị muốn sấy một cái mẫu khác thì mình sẽ nhấn cái phím reset này để tiếp tục sấy mẫu khác. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video.